của Đức Thầy. Tại tổ đình Hòa Hảo, thuở Đức Bà còn sanh tiền, tuy tuổi hạc đã cao, nhưng bà vẫn sáng suốt, không lầm lẫn như những thường nhân. Ngày nọ, nhân bà nhìn những cháu bé mới biết đi lẩm đẩm, bỗng bà nhớ lại Đức Thầy khi ngài còn nhỏ. Cảm xúc trước cảnh đó, Đức Bà kể mẫu chuyện được ghi lại dưới đây. Đức Bà nói, sau một thời gian về gá nghĩa với Đức Ông, một hôm bà nằm mộng, có một dị nhân đến mời bà đi viếng núi. Trên đường đi, cảnh vật thật là đẹp mắt, ngàn hoa khoe sắc thắm, ngào ngạt gió đưa hương. Mãi mê trước phong cảnh mà ở thế gian này bà chưa hề nhìn thấy, chợt bước đến cuối của vồ đá thật cao, nhìn quanh toàn là đá dựng lởm chởm. Bà nghĩ là không thể nào đi lên được nữa, bà dừng chân lại, chưa biết phải làm sao thì dị nhân mới nói, tôi sẽ đưa bà lên viếng cảnh non bồng cho biết. Dị nhân nắm tay bà cảm thấy thân hình nhẹ bỏng, cùng bay vượt lên đến tận đỉnh của non cao. Nơi đây, một bình nguyên khá rộng, tầm bá xanh ung, hoa kiển lạ mắt mọc khắp mọi nơi. Cảnh đẹp vô cùng không sao nói hết đặng. Chân bà bước có cảm giác hết sức nhẹ nhàng, đến bên gành đá. Cạnh đó có một tảng đá như cẩm thạch, mặt bằng phẳng bóng ngời. Trên mặt có để một cái đĩa trắng, chói sáng như thể bằng ngọc. Trong đựng một trái đào chín đỏ, tỏa ngát mùi thơm. Người dẫn đường liền mời bà ăn trái cây đó. Bà đến bưng dĩa trái cây, rồi mời lại dị nhân, thì được người đó cho bà biết, vật quý này là riêng phần của bà được hưởng, còn người khác thì không. Không khí nơi đây thật trong lành mát dịu, hương thơm của những loại kỳ hoa dị thảo, làm cho tinh thần của bà phấn chấn chưa hề có. Với hương vị đặc biệt của trái đào mà bà chưa từng nếm qua, ôi, nói sao cho xiết. Đến khi bà vừa dùng xong trái đào, thì người dẫn đường nói tiếp, như vậy thì phần của bà đến đây đã xong, bà vừa ăn trái đào này là để gieo duyên cùng Phật Pháp. Nói xong, dị nhân đưa bà xuống núi, bà đi qua khỏi vồ đá cao, bị trượt chân, bà liền tỉnh giấc, mà lòng vẫn còn cảm giác thơ thới nhẹ nhàng. Thời gian sau thì bà thọ thai, thấm thoát đến tháng 11 âm lịch năm 1919, bà lại nằm mộng thêm một lần nữa. Đang ngủ, bà nghe hình như có tiếng gọi ngoài sân nhà, bà bước ra ngoài, thì cảnh vật không phải là trước sân mà hoàn toàn thay đổi. Cây cỏ tươi tốt, lại có một cành hoa lạ, trổ ra mùi thơm ngào ngạt, và chung quanh thì hoa nào cũng đang nở rộ, như để đón chào bà. Đứng trước cảnh vật tươi mát đó, thì bỗng chốc có vần mây trắng kéo đến, sau đó một đám mưa bao quanh mình bà. Những hạt mưa như mù sương, nhẹ nhàng ve vuốt khắp thân thể của bà, tạo cho bà có một cảm giác sảng khoái như cởi bỏ tất cả sự nặng nhọc mà bà đang cư mang. Kế tiếp, lại có vần mây ngũ sắc từ trên cao rơi nhẹ xuống, phủ quanh mình bà. Cả tâm hồn lẫn thể chất êm dịu không sao tả xiết. Một hồi lâu vần mây ấy tan đi, bà bước vào nhà liền thức giấc. Kế đó, bà cảm thấy trong người có sự chuyển động báo cho bà biết sắp đến kỳ sanh. Bà gọi Đức Ông để báo tin. Đức Bà thuật lại chuyện hạ sanh Đức Thầy thật là khác thường. Đức Thầy ra đời được bao trong cái bọc, khi ra khỏi mình mẹ thật là trong sạch, không có máu huyết đầm đìa, hôi tanh, nhơ bẩn. Cái bọc tự nứt ra một hài nhi với cặp mắt long lanh, nhìn thế gian trầm tư, chớ không hề có tiếng khóc. Đức Bà kể tiếp, từ lẩm đẩm mới biết đi, cho tới tuổi khôn lớn, phẩm hạnh của thầy nghiêm trang khác thường. Khi đến tuổi cấp sách, đầu tiên học với ông thầy giáo khoái tại thôn Hòa Hảo. Sau đó, ngài đi thi tiểu học ở quận Tân Châu. Thi xong, ngài về nhà, không chịu tiếp tục học thêm nữa. Ngài vẫn ở chung trong gia đình, sinh hoạt bình thường như mọi người khác, nhất là công việc đồng áng. Thường ngày, tuy có sự gần gũi với những người thiếu niên đồng lứa tuổi, nhưng chưa bao giờ ngài dự vào những cuộc vui chơi. Điều đặc biệt hơn nữa là tuy lứa tuổi còn đang niên thiếu, nhưng người ta thường thấy ngài hay ngồi trầm tư dưới những cội cây cao bóng mát trong khu vườn sau nhà. Thuở đó, Đức Ông làm ruộng ở Kinh Thần Nông, ngài cũng theo giúp việc, thường khi trâu bò đến ăn phá,
Ngài chỉ đuổi chúng đi nơi khác, không hề đánh đập những con vật này. Tuy đang mắc việc ở trại ruộng, nhưng hễ cứ đến ngày 14, ngày rằm hoặc 29-30 âm lịch, thì người ta thấy Ngài trở về ở tại nhà. Sự có mặt đều đặn trong những ngày nói trên làm cho hầu hết người trong nhà cho là chuyện lạ và có ý tò mò. Hễ có ai hỏi đến đều được Ngài trả lời là bị bệnh, nhưng chưa bao giờ thấy Ngài dùng thuốc men hoặc có vẻ chi là bệnh. Lúa gặt xong, người ta phải gom từ cụm nhỏ lại thành ra lớn, được gọi là trồng mớ lúa. Ngài cũng làm như mọi người, nhưng công việc thì khác thường. Ngài cũng gom lại từng mớ và xếp lại ngay hàng thẳng lối, chiều nào cũng ngay thẳng giống như nhau. Mớ nào lớn thì xớt qua nhỏ, chia đều nhau, lại còn lấy tay vỗ vào gốc lúa cho bằng đầu. Thấy chuyện làm lạ thường, ông Út, bào đệ của Đức Ông, và ông Tám Khâm, cháu gọi Đức Ông bằng cậu, đều nói, ngày mai thì gom vô Cà Lan, mà ở đó sắp lại cho ngay hàng, vỗ cho bằng đầu, sớt mớ này qua mớ nọ làm chi? Có nói chi thì Đức Thầy cũng không trả lời, vẫn yên lặng làm theo ý của Ngài. Thấy vậy ông Út mới rầy, cứ chồng thí cho mau. Ở đó sớt đi sớt lại, so tới so lui, còn nhắm cho ngay hàng thẳng lối làm gì? Đức Thầy trả lời, mấy ông làm sao thì làm, còn tôi làm như vậy đó. Ông Út nói nhiều lần, mà Thầy vẫn làm theo việc Ngài làm. Thấy vậy ông Út phó mặt. Khi Đức Thầy được 18 tuổi, Đức Ông tính đến chuyện lập gia thất. Ở tại xã Hưng Nhân, ông Cả Cẩn có người con gái cùng tuổi với Đức Thầy, nhan sắc và tánh tình thùy mị, trang nghiêm, xét về lý đời thì thật là tương xứng. Vì thế ông Cả Cẩn muốn kết nghĩa thông gia với Đức Ông. Hai người đã hứa ước với nhau, ông hẹn sẽ đưa Thầy đến để trai gái gặp nhau. Điều này đã tỏ ý nhiều lần, nhưng đều bị Ngài cự tuyệt. Hết cách giải quyết, Đức Ông đến bàn chuyện với ông Út, giúp ông làm cách nào để Thầy sang nhà ông Cả Cẩn, để cho ông giữ đúng lời hứa hẹn. Ông Út vâng theo lời. Nhưng một hôm, Thầy sang chơi nhà ông Út, ông ngỏ lời nhờ Thầy cùng đi với ông sang nhà ông Cả Cẩn để giúp cho ông giải quyết việc sổ sách. Đức Thầy trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ông Út cần tiếp việc thì tôi sẽ đi với ông. Vài ngày sau, hai người cùng đi đến nhà ông Cả Cẩn. Ông tiếp khách được một lúc thì người con gái bưng nước ra mời. Trong cử chỉ của chủ khách và cô con gái ông Cả Cẩn thì Đức Thầy đã rõ biết câu chuyện. Ngài liền đứng lên nói cùng ông Út. Ông nói gạt tôi phải không ông Út? Nói xong Đức Thầy bước ra cửa đi về. Ông Út nói lại, Đức Thầy có ý phiền nên cả tháng không qua lại nhà của ông Út. Thời gian sau, Đức Ông có đề cập đến chuyện hôn nhân, đều bị Đức Thầy từ chối quyết liệt. Viết theo lời thuật trong bằng nhựa của ông Năm Chơn. Chú giải, ông Năm Chơn tức ông Ngô Ngọc Chơn. Trước khi Đức Thầy mở đạo, người ta thường gọi ông này là ông Đào Năm, là cháu con người chị thứ 8 của Đức Ông, nhà ở bên cạnh tổ đình. Trị bệnh cho Đức Thầy. Chuyện này do Đức Bà kể tiếp theo chuyện sự lâm phàm của Đức Thầy. Thời gian sau, Đức Thầy bắt đầu thân bệnh ngày càng trầm trọng thêm, chạy chữa thuốc thang đủ cả, mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đức Bà thấy căn bệnh lạ thường quá, cứ trầm tư mặc tưởng, thân hình ngày càng tiều tụy. Bà lo nghĩ là mắc phải bệnh tà. Bà đề nghị cùng Đức Ông thử tìm thầy bùa, thầy pháp chữa trị coi như thế nào. Bởi thuốc Tây, thuốc Tàu, uống vào như nước lã thì biết làm sao hơn. Đức Ông nghe theo lời chở thầy đi nhiều nơi. Nhưng đến đâu thì các lương y cũng đều bó tay. Và thuở đó, Đức Ông bận việc làng nên thường vắng nhà. Bệnh tình của Đức Thầy ngày càng trầm trọng, đến 7 ngày không ăn uống chi cả. Thấy thế, bà hết sức đau lòng, từ trong bước ra chỗ thầy nằm, nắm chân thầy lay dậy mà hỏi rằng, trong mình ra sao, không ăn uống làm sao sống nổi. Đức Thầy ngồi dậy, hai tay căng ra thẳng nhìn bà, rồi nói, bà cả, bà nhìn tôi coi có phải ba đầu sáu tay. Đức bà nhìn thầy, nghĩ là đang mê sảng rồi, bà khóc. Kế đó, người nhà chở Đức Thầy đi nhiều nơi để điều trị. Tại Mặc Dưng có ông sải cả người Miên, ông này chuyên dùng bùa ngải để trị bệnh tà ma. Ông có nhiều pháp thuật,
Đức ông cùng vài người nữa chở thầy đến đó. Sau khi nghe Đức ông trình bày bệnh tình của thầy, ông sẽ cả bước vào bên trong chánh điện của chùa. Một lúc sau, ông bưng ra một ly nước đỏ như nước rượu cho bệnh nhân uống. Thầy không chịu uống, thấy thế Đức ông rầy. Bệnh tình như vậy, thầy bảo uống thuốc lại không chịu, thì làm sao hết được bệnh? Thấy Đức ông phiền trách, nên thầy vị tình bưng ly thuốc uống. Uống vừa xong, thầy rùng mình, làm cho cả chùa chuyển động gần muốn sập, làm cho người lo sợ sắp bỏ chạy ra ngoài. Cho đến khi Đức thầy không còn rùng mình nữa, thì chùa cũng ngưng chuyển động. Trước chuyện lạ thường chưa hề xảy ra, ông sải cả tay chân run rẩy, mặt mày xám ngắt, đâu còn lòng dạ nào chữa trị nữa. Mẫu chuyện trên được ghi lại trong băng nhựa, theo lời thuật của ông Năm Chơn, tức ông Ngô Ngọc Chơn, là cháu con người chị thứ 8 của Đức ông. Luận giải. Đoạn này có một vài người bảo là nên để ra ngoài những mẫu chuyện bên thầy, bởi trong nó giống như chuyện khoa học giả tưởng, nó không thể chứng minh bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nhưng xét thấy khoa học là con đẻ của Phật học. Để hiểu người con thì chỉ có cha mới hiểu rõ ngọn ngành. Còn con mà muốn hiểu được cha thì cần phải có thời gian lâu dài. Hơn thế nữa, chuyện này lại xảy ra trước mắt của nhiều người, mà họ lại là những người vô tư. Xét thấy cũng nên ghi đúng sự thật để cùng nhau suy gẫm, chắc cũng không hề gì. Còn như câu chấp đúng hay sai, mỗi sự việc đều đòi hỏi phải chứng minh. Mà trước đây Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, ngoài thế giới này còn hằng hà sa số thế giới khác. Và trước khi uống nước đều phải niệm kinh siêu độ cho những sinh vật sống trong ly nước. Với Phật nhãn, Ngài đã nói đúng sự thật. Nhưng vào thời kỳ Trung Cổ như thế đó, bảo khoa học phải chứng minh thì chắc là không có cách nào chứng minh được. Rồi mãi đến 25 thế kỷ trôi qua, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học thì lời của Đấng Tôn Sư đâu ai cần bảo phải chứng minh chi nữa. Núi Trà Sư tiếp nối theo chuyện trị bệnh cho Đức Thầy. Sau đó, người nhà đưa Đức Thầy đến ông Ba Nhật, ngụ tại núi Trà Sư để tiếp tục trị bệnh. Ông này người đời thường gọi với đạo hiệu là ông Đạo Som, tu luyện đạo bằng pháp thuật và bùa ngải, cũng là người nổi tiếng trong vùng Thất Sơn. Khi trị bệnh tà ma thì ông thường hay dùng cây som làm binh khí, hình thức giống như cây gươm nhưng nhỏ hơn, không phải gỗ hay kim loại mà bằng sừng của con trâu. Những bệnh nhân thường hễ khi thấy vũ khí này đều quỳ lạy xin ông tha cho là tự nhiên khỏi bệnh. Khi gặp Đức Thầy, ông cũng làm như thế. Ông bị thầy dùng tay điểm mặt mà nói rằng, tôi không phải đâu bệnh tà ma chi mà ông som tôi. Ông Đào Ba Nhật dừng lại, đem cất hai cây som vào trong rồi trở ra nói với Đức ông. Ông cả ơi, tôi ở vùng bảy núi này trị bệnh đã hơn mười mấy năm rồi, chưa có bệnh nhân nào dám điểm mặt tôi. Hôm nay, con ông điểm mặt tôi, như vậy cái gốc hành bệnh này lớn lắm, ông dắt về đi. Chừng tôi truy căn gốc thì tôi mới làm đặng. Trên đường về, đi được một lúc, Đức Thầy cho mọi người biết là tại vùng bảy núi này, chỉ có ông Ba Nhật là người linh giỏi hơn các người khác. Sau đó, theo lời hẹn, Đức ông đưa thầy đến lần thứ hai để ông Ba Nhật chữa. Đến nơi thì được biết ông Ba Nhật chưa tìm ra căn gốc của bệnh, nhưng vì đường xa, và với lời yêu cầu khẩn thiết của Đức ông, nên ông Ba Nhật cố gắng chữa trị. Nhờ vào lòng thành tâm này mà ông Ba Nhật biết được nguyên nhân phát sinh căn bệnh, và Đức Thầy không như những thường nhân khác. Bởi không rõ nguồn cội, nên ông Ba lập đàn triệu thỉnh chư vị sơn thần năm non bảy núi giúp ông để chữa bệnh cho thầy. Ông thành tâm cầu khẩn nên được bốn vị hiện về với thân hình cao lớn, đầu đội mão, trang phục màu sắc sặc sỡ, từ ngoài đi vào. Ông Ba Nhật thật hết sức hoan hỷ cho lời cầu khẩn linh ứng của mình mà chư vị hiện đến tiếp tay với ông để chữa bệnh. Nhưng khi bốn chư vị tiến tới bộ vạc mà Đức Thầy đang nằm thì chia nhau mỗi ông một góc giường, tay khoanh tròn, đầu cúi mọp sát đất để đảnh lễ thầy. Xong đầu đó bốn ông khoanh tay nghiêm chỉnh đứng hầu Đức Thầy, chớ không dám nhúc nhích. Được chứng kiến cảnh đó, ông Ba Nhật hoảng kinh, nói không ra lời, lấy tay khoát khoát 5-3 lần mới nói được. Ông cả ơi, ông hãy đưa con ông về, chừng nào con ông làm thầy thế gian này thì sẽ hết bệnh, chớ còn tôi không dám chữa trị chi nữa đâu. Đến khi Đức Thầy mở đạo,
thì ông Ba Nhật đến quy y với Ngài. Sau đó, Đức Thầy có trở lại nơi của ông Ba Nhật ở. Thầy dùng nước sơn đề trước cửa điện ba chữ Huỳnh Long Điện. Rồi Ngài bước vào trong, hỏi mượn bộ vạt tịnh của ông Đạo Ba. Ngài ngồi thiền nơi đó suốt 64 ngày. Mẫu chuyện trên được ghi lại trong băng nhựa theo lời thuật của ông Nam Chơn. Đăng sơn lần thứ nhất. Mẫu chuyện này theo lời thuật của Đức Ông tại An Hòa Tự có rất nhiều người nghe. Cuộc hành trình trên đường đi có nhiều chuyện nhiệm màu xảy ra, nhưng Đức Ông không thể nào nhớ hết. Ông chỉ thuật lại một vài mẫu chuyện khá đặc biệt mà ông còn nhớ rõ. Trước khi đi núi, Đức Thầy có nhắc ông đem theo đồ lớn để làm lễ. Đồ lớn là khăn đóng áo dài. Khi đi đến bến xe Châu Đốc, thầy nói với Đức Ông mua dép làm bằng vỏ xe hơi để mang đi đường núi rừng. Bởi mùa này mưa nhiều, ngó tranh mới lên rất bén, còn giày dép thường mang đi núi bị trơn trượt khó đi. Đây là một điều lạ, bởi từ thuở nhỏ cho đến lớn, có bao giờ Ngài lên rừng? Tại sao Ngài lại thành thạo như một hướng đạo chuyên nghiệp? Mua xong hai đôi dép, ông còn mua thêm 10 ổ bánh mì lên núi phòng khi đói lòng. Trên chuyến xe đi Nam Vang, đi đến Cần Giọt, Nam chạy thì thầy gọi xe dừng lại. Tại nơi này, trên núi người Pháp có làm nhà tù để nhốt tù binh và những người chống đối chúng, thường ngày cấm ngặt người dân đi lại. Lúc này vào năm 1939, tình hình không được yên ổn nên người Pháp phòng bị rất là nghiêm ngặt. Bất cứ ai đi trên đường này đều bị bắn bỏ. Mà hôm nay, thầy lại dẫn Đức Ông đi trên con đường này. Khi đi được nửa đường thì có xe tuần tiễu của Pháp chạy xuống. Hai bên hông xe lính chĩa súng, sẵn sàng nhả đạn. Thầy chỉ cho Đức Ông. Ông kinh tâm tán đỡm, vội chui lẹ vào ra mui ẩn tránh. Chờ hồi lâu không thấy, thầy theo vô. Đức Ông nhìn ra thấy thầy vẫn đứng yên, lưng dựa vào cột lồng đèn bên đường, không trốn tránh. Mà lạ một điều là không thấy quân lính Pháp nói chi đến Ngài. Đến khi xe qua khỏi, thầy gọi Đức Ông ra để tiếp tục đi. Đi thêm một đoạn nữa thì thầy báo cho biết là đã hết đường, bắt đầu vào rừng. Cả hai đều thay dép vỏ xe trên con đường của lối vào. Đức Ông nhìn không phải đường mòn sẵn có, nhưng khi đi vào thì ngay đây ai đã dọn sẵn con đường đi, dấu chặt kê còn mới tinh nguyên, chưa lá nào bị héo. Ông thầm nghĩ là có người nào đi đốn củi nên họ dọn trống đường để đi. Đức Thầy bước đi trước ngay vào con đường đó, nhìn xa xa thì cũng toàn những dấu mới đốn dọn. Còn người nào làm chuyện đó thì không thấy, chỉ thấy mũ cây còn chảy, lá cây còn xanh. Như hiểu được sự thắc mắc của Đức Ông, thầy quay lại hỏi: "Ông cả có biết đường này ai dọn cho tôi và ông đi không vậy?" Đức Ông trả lời: "Nào ai biết?" Đức Thầy nói: "Chư vị sơn thần dọn đường cho tôi với ông cả đi đó." Đi được một lúc, Đức Thầy quay lại hỏi: "Ông cả, ông ôm cái gì trong lùm xùm vậy?" "Ôm bánh mì," Đức Ông trả lời. Thầy hỏi tiếp: "Đem bánh mì làm chi vậy ông cả?" "Mua để phòng lên núi đói đặng ăn." "Đưa tôi sách cho." Đức Ông đưa bánh mì cho thầy. Thầy xỏ tay vào quai sách, đi một đổi có nhánh cây nhô ra. Thầy máng một chục ổ bánh mì lên đó rồi tự nhiên đi. Đức Ông bước theo hỏi: "Sao không mang theo lại máng đó?" "Máng đó phòng khi có người đi núi đói, họ lấy mà ăn. Còn tôi với ông đi núi có thiếu gì cơm mà ông sợ?" Đức Ông nhìn mấy ổ bánh mì tiếc của, nhưng thấy thầy rảo bước cũng đành phải đi theo. Đức Thầy nói tiếp: "Lên núi có cơm, mà cơm chay thôi nghe ông cả, cá thịt nó thì không có. Có cơm nuốt no bụng thôi chứ cần gì cá thịt." Đi được một đổi, mặt trời lên cao, lòng đã đói mà không thấy nhà cửa, trại hoặc chùa am chi cả. Chỉ thấy toàn là rừng rậm hai bên, núi non mù mịt. Đức Ông lo sợ, tự nghĩ: "Đói rồi làm sao có cơm ăn đây?" Bỗng Đức Thầy quay nhìn lại: "Ông cả đói rồi phải không? Sáng chút nữa sẽ có cơm ăn." Đức Ông lấy làm lạ, giữa rừng sao lại có cơm ăn? Nghĩ như vậy chớ không nói ra. Đi được một lúc nữa, đến tảng đá bằng phẳng, trên có một cái giếng nước nhỏ. Đức Thầy dừng lại, ngồi trên tảng đá, lấy tay bụng nước uống và gọi: "Ăn cơm ông cả ơi." Đức Ông thấy thầy uống nước, còn ông thì đói chứ không khác, sao lại còn kêu ông ăn cơm? Cơm đâu mà ăn? Ông ngồi chần chờ chưa biết phải làm như thế nào. Thấy Đức Thầy hớp thêm một hớp nữa rồi dục: "Ông ăn cơm chứ, sao còn ngồi hoài đó vậy?" Đức Ông bước đến bên giếng, thấy nước trong ngần,
Ông bắt chước theo thầy dùng hai tay bụm nước uống. Ông nói, khi bụm nước uống mùi thơm ngào ngạt, thơm thật lạ thường, mùi vị từ xưa đến giờ chưa hề có. Đức ông bụm uống nhiều hớp nước một lúc thì no đầy và khoan khoái khác thường. Kế đó thầy hỏi, no chưa ông cả? Ông còn đói nữa không? Đức ông mới hiểu lời của thầy bảo cơm chay trên núi, ông thấy lòng không đói, không thèm cơm mà lại no đủ khỏe khoắn lạ thường. Tiếp tục lên đường, cũng với con đường mới dọn, bỗng đức thầy dừng lại gọi, ông cả ơi, sửa soạn đồ lớn để làm lễ. Đức ông nhìn không thấy chùa miếu, am cốc chi mà sao đức thầy bảo làm lễ, vậy thì làm lễ ở đâu? Tuy nghĩ vậy cho ông cũng mặc áo dài, bịt khăn đóng vào. Vừa xong, đức thầy chỉ, đó, lại làm lễ ông đó. Đức ông nhìn theo thì thấy có một bàn thạch, ông già đã ngồi sẵn nơi đó, lấy làm lạ. Ông hỏi thầy, ông đó là ai vậy? Ông lại làm lễ rồi hỏi ông ta, chứ sao ông lại hỏi tôi? Đức ông bước lại chắp tay làm lễ và được ông già đó khuyên việc tu hiền, giúp đỡ xã hội, lập công bồi đức. Câu chuyện sắp kết thúc, đức ông mới hỏi ông ấy là ai thì được ông cho biết danh tự gọi ông trước kia là ông Cố Quảng. Đức ông kính lễ rồi lui ra. Đoạn này đức thầy có giải thích cho đức ông được rõ là khi xưa đức Cố Quảng bị pháp vây hãm rồi mất tích, nay thì đức ông gặp lại nơi này. Tiếp tục lên đường cũng theo hàng cây mới dọn. Đến xế chiều bỗng nghe đức thầy gọi ông mặc đồ lớn để làm lễ. Đức ông nhìn chung quanh cũng không thấy chùa miễu chi, nhưng cũng nghe lời, mặc áo dài bịt khăn đóng vào. Xong rồi đức thầy cũng chỉ cho ông thấy một người ngồi trên bàn thạch y như kỳ trước, mà ông này tướng mạo rất là trang nghiêm. Đức ông hỏi ông đó là ai vậy, thì cũng được đức thầy bảo cứ hỏi ông ấy thì rõ. Đức ông đến làm lễ, và cũng được ông ấy nhắc việc tu hiền, giúp đỡ xã hội, lập công bồi đức. Nghe dạy việc xong, đức ông hỏi ông tên chi, thì được ông cho biết là Nguyễn Trung Trực. Thầy nói thêm cho đức ông rõ, ông Nguyễn Trung Trực khi xưa bị pháp hành quyết tại Rạch Giá, nay cũng còn ở đây. Rồi lại tiếp tục lên đường, đến chiều tối thì đức thầy dừng lại. Ngài leo lên một tảng đá bằng phẳng, rồi quét dọn sạch sẽ rồi bảo đức ông, tối rồi nghỉ ngơi. Đức ông cũng cảm thấy mệt mỏi, bước lên tảng đá nằm nghỉ. Một lúc thì trời sẫm tối, sườn núi lạnh lùng làm cho ông lạnh muốn phát run. Ông than, lạnh như vậy, không có mền đắp thì làm sao ngủ đặng. Lúc đó đức thầy đã nằm xuống, ngài nói, không có gối, ông nằm trên cánh tay tôi ngủ đỡ đi. Đức ông nghe lời nằm xuống gối đầu trên cánh tay của thầy. Thầy mới dùng cánh tay kia ôm bên ngực của đức ông, còn chân thì gác ngang lưng của ông. Thầy ôm đức ông nằm trên tảng đá. Đức ông nói, khi thầy ôm xong, bao nhiêu lạnh lẽo tức khắc tan đi, sự ấm áp thật lạ lùng, tỉ như được đắp đôi ba cái mền vậy. Đức ông đi dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi gần tỉnh giấc thì nghe đức thầy gọi, ông cả ơi, trên non rừng rậm mà sao có xe hơi chạy, đèn sáng quá, mở mắt ra coi. Đức ông nghe gọi thì mở mắt ra, thì thấy hai con cọp bạch ngồi hai bên, cặp mắt như đèn pin rọi vô sáng loà. Đức ông hoảng hồn, lấy tay bịt mắt, bắt đầu phát lạnh run lập cập. Đức thầy hỏi, gì mà run dữ vậy? Mẹ đẻ cho tới lớn chưa từng gặp qua cảnh này. Thôi ông đừng sợ, chư vị sơn thần đến giữ cho tôi với ông ngủ, có chi mà ông sợ dữ vậy? Mặt đức thầy nói, còn ông run thì vẫn run, run mãi không sao kềm đặng. Thấy ông sợ quá, đức thầy an ủi ông. Một lúc sau thì bảo ông mở mắt ra. Ngài nói lớn, sáng người ta đi hết rồi, còn đâu nữa mà sợ. Ông mở mắt thì không còn thấy hai con cọp. Ông bình tĩnh lại, ngồi dậy và tiếp tục lên đường. Cũng con đường mới vừa được dọn dẹp. Đến trưa ông cảm thấy đói. Thầy hiểu ý, khuyên ông cố gắng đi, chốc nữa sẽ có cơm. Đức thầy cũng dừng lại bên tảng đá bằng phẳng, cũng có giếng nước nhỏ trong ngần. Ngài lấy tay bụm nước uống và bảo, ăn cơm ông cả. Hôm nay ông không còn ngần ngại mà bước lại liền, lấy tay bụm nước uống thì mùi vị thơm ngát ngọt ngào giống hệt như ngày hôm qua vậy. Rồi kế đến những ngày khác cũng giống như nhau, mỗi ngày chỉ dùng một bữa nước mà no suốt cả ngày. Suốt những ngày theo thầy trên non, chỉ duy nhất dùng nước thay thực phẩm mà không thấy đói hay thèm cơm. Còn về sức lực thì dường như mạnh mẽ hơn xưa, tinh thần cũng có phần phấn chấn. Đi đến trưa đức thầy bảo, để tôi dẫn ông lại hồ sen xem chơi cho biết.
Khi đến hồ sen, thầy chỉ cho ông coi chuyện lạ thường. Lá sen thật to, ước sức người vào ngồi đó cũng chưa chìm. Còn bông nở thật là to, không biết muôn ngàn cánh, nhụy đơm quanh. Sự đẹp chưa hề có trên thế gian. Còn gương sen đường kính độ ngoài thước tay, hột sen phần ló ra ngoài cũng bằng bắp tay. Càng nhìn gợi cho ông lòng thích thú lạ kỳ. Đức ông trầm trồ, nhưng liền theo đó Đức thầy bảo, ông cả coi thì được, chớ đừng bẻ hái chi. Đức ông nghe vậy nên không dám đụng đến và hỏi thầy bông sen gì mà to lớn quá vậy. Sen Tây Vực đó ông cả. Đức thầy trả lời. Trên bước đường đăng sơn, đến chiều tối thì thầy dừng lại. Ngài leo lên tảng đá lớn bằng phẳng, quét dọn sạch, gọi Đức ông nghỉ ngơi. Và lần này thì khác hơn mọi khi, Ngài dặn ông hãy quan sát xung quanh nơi này trước khi nằm nghỉ. Đức ông thấy nơi này toàn là đá trắng. Bên cạnh ông nằm có vài bụi tranh đưa lá ra. Ông đưa tay gút ba gút lá tranh làm dấu. Đức thầy thì đã nằm trước rồi. Ngài cũng đưa cánh tay như mọi hôm để ông gối đầu, cũng ôm ông như những bữa trước, và sự ấm áp khỏe khoắn giống như mọi hôm. Nhưng hôm nay còn thêm một điều hết sức lạ thường, vì khi đang ngủ thì cảm giác xác thân nhẹ nhẹ như đang đu đưa trên chiếc võng, mà khi chợt giấc thì vẫn thấy đang nằm yên nguyên trên đá. Đến khi ngủ lại thì có cảm giác như trên. Trong đêm đó cứ thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, không biết bao nhiêu chập mà kể. Cuối cùng đang trong giấc ngủ mê thì bên tai thầy gọi, dậy ông cả ơi, sáng rồi, dậy rửa mặt đặng đi. Kế đến, thầy dắt ông lại giếng nước nhỏ để ông rửa mặt, rồi trở lại chỗ cũ ngồi. Đức thầy bảo, ông thử nhìn lại coi có phải là chỗ ngủ đêm hôm không? Đức ông nhìn lại thì cảnh vật nơi đây hoàn toàn khác lạ. Đá hôm nay đen và những bụi tranh cũng không còn thấy nữa. Ông ngơ ngác tưởng chừng như đang trong cơn mơ. Sự thay đổi hoàn toàn chỉ sau một giấc ngủ, thì làm sao ông còn bình tĩnh đặng nữa. Trong bối cảnh này, ông biết còn có ai khác hơn ngoài Đức thầy. Bởi thế ông phải hỏi thầy, chỗ này là nơi nào vậy? Nơi này khác hơn chỗ ngủ ngày hôm qua. Từ đây đến đó nếu đi bộ sẽ mất 5 hoặc 6 ngày đường. Vì núi này đầu nằm Đông Độ, đuôi nằm Tây Quy. Một phía thì ở Simla, một phía thì ở Cao Miên. Mà tôi đưa ông qua đây là khỏi cái suối lớn rồi. Trên núi Tà Lơn có con suối lớn, chiều ngang độ 200 thước, người ta thường gọi là suối Sang Hà, nước chảy như thác. Xuồng ghe hoặc người thì không cách chi qua lại cho đặng. Quả là một lằn ranh thiên nhiên ngăn cách mọi sự vật. Tiếp tục nhiều ngày, thầy dẫn Đức ông băng rừng lội suối khắp các nơi, làm cho đôi chân của ông không còn sức chịu đựng đặng nữa. Ông luôn miệng than thở. Thấy thế thầy nói, ông ráng đi cho đủ 8 ngày để ông giải quyết quả trần. Ở trên này ông đi một ngày thì dưới trần ông giải quả được một tháng. Đi được đến ngày thứ 6 thì Đức ông cho biết không còn cách chi đi đặng nữa. Đức thầy cũng lại khuyên, ráng ông cả ơi, đủ 8 ngày để giải cho hết quả. Thôi có giải thì về dưới trần hãy giải, chứ tôi đi hết nổi rồi. Thấy Đức ông than quá, thầy dắt ông trở về. Khi về đến chân núi, ông giẫm phải hòn sỏi nơi ngón chân cái, bị cảm giác ê một chút vậy thôi. Vậy mà khi về đến nhà, vết đó tự phát lên làm độc đau nhức thấu tim gan. Ông ôm chân lăn lộn, không ăn không uống ngủ nghỉ chi đặng, và cũng không có thuốc nào làm giảm được cơn đau nhức. Đức ông nằm trên giường ôm chân lăn lộn kêu rên. Trong khi đó bên cạnh, Đức thầy nằm trên võng đong đưa với một tư thế bình thản, mặc nhiên. Còn ông Năm Truyền thấy vậy nóng lòng không chịu nổi, muốn đến bạch với thầy nhờ cứu giúp cho Đức ông. Nhưng khi đến võng của thầy đang nằm thì không nói được nên lời, phải đi qua luôn. Rồi khi thấy Đức ông đau, lại nóng lòng muốn đến biện bạch với thầy. Nhưng khi đến nơi thì cũng mở miệng không đặng. Ông Năm hết sức băn khoăn, cứ 5 lần 7 lượt tới lui. Đến khi Đức thầy lên tiếng thì ông mới mở lời được. Ông Năm, làm cái gì mà đi tới li lui hoài vậy? Muốn nói gì thì nói. Ông dừng lại xá thầy và mới nói được. Thầy ơi, cậu Út đau cái chân, tôi thấy nóng ruột quá. Sao thầy không kiếm thuốc trị giùm cho cậu? Cái quả của ông cả là tự ông phải trả. Tôi đã nói với ông ráng đi thêm 2 ngày nữa trên non để giải quả trần dưới thế 2 tháng mà ông không chịu. Lại còn nói về dưới trần muốn trả bao nhiêu thì trả. Quả của ông cả thì ông cả trả cho hết. Còn như ông muốn ông cả hết ngay bây giờ thì ông đứng ra hứa lãnh cái quả này cho ông cả. Tôi sẽ làm hết bệnh cho ông coi. Nhưng khi thấy Đức ông đau đớn rên than quá,
thì ông Năm Truyền sợ không dám lãnh, đứng làm thinh một hồi rồi bước đi. Độ vài phút sau thì Đức Thầy gọi ông Năm Truyền múc cho thầy một ly nước mưa. Thầy bưng ly nước, ngài rời cái võng đến chỗ Đức ông nằm. Ngài nhìn từ đầu gối đến ngón chân đau 3 lần như vậy. Rồi ngài hớp nước phun từ đầu gối đến ngón chân cũng 3 lần. Ông Năm Truyền đứng ngó, kế ngài bưng ly nước để trên bàn rồi lại võng nằm. Liền theo đó, Đức ông ngồi dậy gọi cô Năm. Cô Năm Biên là em kế của Đức Thầy, dọn cơm cho ông ăn. Ông đói lắm, chân của ông hết đau nhức rồi. Cô Năm dọn cơm nơi bàn, ông ngồi ăn như người khỏe mạnh, chưa hề bị đau ốm chi. Đức Thầy nói với ông Năm Truyền: "Ông Năm thấy không, tôi làm là hết đau nhức liền, nhưng mà quả của ông để ông trả cho dứt." Đức Thầy nói xong, trong khi đó ngài cũng tự nhiên nằm trên võng. Còn Đức ông khi ăn cơm uống nước xong rồi vẫn một điếu thuốc hút. Khi hút xong, vừa liện bỏ tàn thuốc thì la nhức, ôm chân nằm xuống, lăn lộn rên than suốt ngày đêm. Cơn đau kéo dài gần đúng 2 tháng, thì Đức Thầy viết cho Đức ông và Đức bà một bài thơ: "Chừng nào vết nọ liền da, chuột kia mãn hạn, khỉ vào vườn hoa. Ấy là thời đại của ta, thầy ra cứu thế mới là hiển vinh." Trích trong quyển "Cho Đức ông và Đức bà", SCTV, trang 191. Đúng 2 tháng, vết thương không chữa trị mà tự nhiên lành. Sau khi vết thương của Đức ông lành, thì thầy gọi ông Năm Truyền lập cho ngài một bàn hương án ngoài trời, để ngài mời ông bà cả chứng kiến cho ngài thỉnh ấn Ngọc Hoàng cứu dân độ thế. Lúc này đúng vào ngày 18 tháng 5, năm Kỷ Mão, viết theo lời kể trong băng nhựa của ông Năm Chơn. Chú giải: "Ông Năm Chơn là cháu con người chị thứ 8 của Đức ông. Nhà ông Năm Chơn ở sát bên tổ đình." Đức Thầy tắm xong. Chuyện này vào năm 1939, ông Bảy Phan Văn Dứt, con của ông cả chính, ông cả làng Mỹ Hội Đông, cùng bạn làng với Đức ông. Khi Đức Thầy mở đạo, thì ông cả và con là ông Bảy Dứt cùng đến quy y với Đức Thầy. Nhân ngày ông cả chính và con là ông Bảy Dứt đến thăm Đức Thầy, Đức Thầy rủ ông Bảy Dứt đi tắm với ngài, và có hơn 10 người cùng đi tắm chung. Ông Bảy Dứt thuở đó cùng tuổi với Đức Thầy. Lúc này, thầy thường mặc bà ba trắng và ngài đang viết bài "Để chân đất Bắc". Tuy trong lúc tắm có trên 10 người, nhưng thầy chỉ gọi ông Bảy Dứt kỳ lưng cho ngài. Ông Bảy Dứt kỳ lưng cho ngài nhẹ, không dám kỳ mạnh, vì lúc này kim thân của ngài ốm. Thấy thế, thầy bảo: "Ông Bảy à, kỳ lưng tôi cho mạnh đi, lưng tôi cũng đất không chớ gì." Nghe theo lời, ông Bảy kỳ mạnh, thầy gục tới gục lui sức không chịu nổi. Thầy quay mặt nhìn lại thì ông Bảy thấy là một ông lão râu tóc bạc phơ, có chòm râu dài, lông nheo lông mày toàn là một màu trắng. Từ đang tuổi thanh niên, bỗng chốc Đức Thầy trở thành một cụ già râu tóc bạc phơ, thật là ngoài sức tưởng tượng của ông Bảy. Sự việc làm cho ông kinh hoàng tột độ. Ông nhìn thầy sửng sốt. Thấy thế, thầy bảo với ông Bảy: "Chắc ông lạ lắm phải không? Mới đây tôi từ một người đang tuổi thanh xuân bỗng chốc trở thành cụ già râu tóc bạc phơ." Lúc đó, ông Bảy vẫn đang trong trạng thái sửng sốt, thì Đức Thầy tiếp luôn: "Ông đọc lại quyển thứ nhất của tôi thì ông sẽ biết rõ tôi hơn. Khi già, lúc lại trẻ thơ, dạ quê dạ dốt khắp trong thị thiền, đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống vịnh, nào yên thân già." Rồi ngài nói tiếp: "Tôi già cũng đặng, mà trẻ cũng đặng." Ông hãy nghe thêm một đoạn nữa: "Vàm nao rầy đã đến rồi, quầy thuyền ghé lại, bằng nay chợ đình, hát hai câu hát huê tình, đậu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao, giả bận áo màu, ai cũng dòm xem, mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự, áo màu quá ngon." Sau câu chuyện, ông Bảy nhìn thấy Đức Thầy đã trở lại trạng thái bình thường, là một người trai trẻ lúc đầu, và ngài nói: "Thôi, bây giờ đến phiên tôi kỳ lưng lại cho ông Bảy." Ông Bảy vội vàng thưa: "Bạch thầy, con đâu dám để thầy kỳ lưng cho con." "Thôi vậy cũng được, bây giờ mình cút bắt cho vui." Người cùng tắm,
Kế đức thầy nữa là 16 người. Ông Bảy thưa với thầy: thầy cút hay là tụi con cút trước? Các ông cút trước, thầy bắt cho. Ông Bảy nói: tụi con lặn là thầy khó bắt lắm, bởi tụi con mỗi đứa chia nhau mỗi ngã thì lâu lắm thầy mới bắt hết được. Thì các ông lặn đi, thầy bắt được hay không là các ông biết liền. Các ông chia nhau lội ra xa chỗ thầy đang đứng, rồi hè nhau lặn một lượt. Khi họ lặn xong, ngài mới đưa tay vuốt và vỗ nhẹ trên mặt nước. Tức khắc, mọi người đều nổi lên, mà mặt và mắt thì còn đỏ lơ. Đức thầy bảo: tại sao tôi chưa bắt mà các ông trồi lên hết vậy? Bạch thầy, tụi con đang ở dưới nước, trên này không biết thầy làm gì mà tụi con nghe tiếng nổ thật mạnh, tụi con không chịu nổi, giống như cá bị ngộp phải trồi lên. Tôi chỉ vỗ tay nhẹ trên mặt nước, mấy ông không chịu nổi phải trồi lên. Tôi nói để mấy ông rõ, sau này cái tay của tôi chỉ là thế giới người ta sẽ tu nhiều lắm. Thôi, bây giờ đến phiên tôi cúc để các ông bắt. Thầy lặng là tụi con ôm thầy lên liền hà, bởi tụi con mười mấy đứa giống như cái đăng vậy, thầy lặng sao khỏi được tụi con. Mấy ông ráng bắt cho được nha. Nói xong ngài lặn, cả mười mấy người đều thấy mặt nước không một mảy gợn sóng, còn cả lòng tông ăn móng mà còn dợn nước nhiều hơn. Sau khi đức thầy lặn rồi, cả 15 người hè nhau lặn tìm ngài. Tất cả cố mở mắt ra mò tìm cả giờ mà không sao bắt gặp được ngài. Lạnh, tay chân đều móp run rẩy, cùng leo lên bờ ngồi. Họ lo sợ phát khóc vì nghĩ là thầy đã mất tích. Mọi người còn ngồi đó khóc than với nhau. Thì ngay khi ấy, đức thầy từ trên tổ đình đi xuống mà chưa ai hay. Ngài đến vỗ vai ông Bảy: tôi chờ các ông lâu quá mà không thấy các ông lên, các ông ở đây làm gì? Các ông quay lại thấy thầy thì ai nấy đều mừng rỡ. Thầy chỉ vào đôi mắt của các người mà rằng: nước mắt của bà con còn nhiều lắm, nhưng đến khi tôi vắng mặt và lúc trở về thì nó sẽ cạn đi nhiều, bởi quá nhiều cảnh khổ. Luận giải. Trong buổi đi tắm sông, đức thầy dùng sự để nhắc nhở và báo cho tín đồ có một thời gian ngài xa vắng. Mọi người không ai biết ngài ở đâu mà tìm, và cũng đừng uổng công tìm kiếm. Hãy nương theo giáo lý, giới luật của ngài mà tinh tấn tu hành, rồi sau đó thầy sẽ trở lại tìm gặp tín đồ của ngài. Nếu chúng ta cứ tìm, cứ chạy theo sắc tướng, càng tìm sẽ dễ lạc vào con đường của tà sư ngoại giáo. Đức thầy cho biết: tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lang tâm biến hòa dân. Có 3.600 mối đạo xuống thế gian này, gây không biết bao nhiêu tai họa cho loài người. Trong cơn mạt pháp, ai mà ham linh ham nghiêm, ham quyền ham chức, sẽ sa đọa vào cạm bẫy của kẻ xấu. Tức đường đạo sẽ lĩnh lãng, đau thương, nghiệp quả chắc sẽ sâu dày tội báo. Chú thích: lên voi xuống vịnh. Đây là thành ngữ chỉ những khó khăn, gian truân mà con người phải đối mặt. Đức thầy độ ông Ký võ văn giỏi. Thời gian đức thầy vân du đó đây, ngài trở về Sà No rồi đến Bạc Liêu. Sau đó ngài đến ở tại nhà ông Ký võ văn giỏi. Lúc này bà Ký đã quy y với đức thầy rồi, còn ông Ký thì chưa quy y. Ông Ký giỏi đang làm việc cho Pháp, vì chưa hiểu đạo nên ông không tin đức thầy là Phật. Nhưng có một điều là nhìn tư cách của thầy thì ông rất là kính trọng. Ông thường gọi đức thầy bằng ngài. Hôm nọ, người bạn ở Pháp có gửi tặng cho ông Ký 3 gói trà được chế biến đặc biệt hơn các loại trà khác. Người ta thường dùng để đãi khách quý của họ. Có được trà, bèn suy nghĩ trà này nên đãi ai. Ông liền nhớ tại nhà ông có mặt của đức thầy là thượng khách. Buổi trưa hôm đó cũng là đặc biệt. Ông tự vào bếp nấu nước pha trà, chứ không sai gia nhân như mọi khi. Ông tự rửa ly tách, để vào bộ kỹ trà. Châm trà xong, ông gọi bà Ký: tôi nhờ bà mời thầy của bà ra nhà khách dùng trà. Ông luôn dùng từ thầy của bà Ký, chứ không phải thầy của ông. Đức thầy bước ra, ngài nói: ông Ký mời tôi uống trà. Ông Ký cúi đầu: dạ, tôi mời ngài uống trà. Ngay lúc đó,
Đức thầy ngồi xuống ghế, ông Ký rót tách trà, đứng lên dùng hai tay dâng tách nước cho thầy. Ngài đưa tay lấy tách nước và nói, ông Ký ngồi xuống đi. Ngay lúc đó, bỗng dưng ngài trầm ngâm. Ngài dùng tách trà của ông Ký mới dâng mà hất ra sân. Trước sự việc như vậy, làm cho ông Ký băn khoăn, trong lòng quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu mình có gì xúc phạm làm cho đức thầy phải hất tách trà ra sân. Ông Ký còn đang ngẩn ngơ thì liền theo đó, ngài mới ôn tồn bảo với ông, ông Ký à, chắc ông khó chịu trước hành động lạ thường của tôi. Tách trà tôi không uống mà lại hất ra sân. Vì cách đây độ 1000 thước có kho xăng đang bốc cháy dữ dội. Nhờ tách trà của ông, tôi dùng kịp thời để tưới tắt ngọn lửa. Nghe thầy nói xong, trong lòng ông Ký nảy thêm sự ngờ vực hơn nữa. Ông nghĩ chỉ một tách trà nhỏ như thế thì làm sao dập tắt lửa của kho xăng đang cháy cách đây 1000 thước. Hoàn toàn ngoài sức hiểu biết và ngoài sự tưởng tượng của con người. Hơn thế nữa, ông lại là một người có trình độ hiểu biết về khoa học. Vì lẽ đó, ông đứng thụm người ra, chưa biết phải làm thế nào hay đối đáp ra sao với đức thầy. Thấy thế, ngài nói với ông, tôi biết ông khó tin lời của tôi, vậy ông hãy vào lấy chiếc xe hơi của ông, tôi chỉ đường cho ông chở tôi đến nơi. Khi chứng kiến thực sự việc đã xảy ra, chừng đó ông sẽ được giải đáp những gì ông đang thắc mắc nơi lòng. Ông Ký nghe vậy, buộc lòng phải ra lấy xe chở ngài đi. Ông mở cửa xe để thầy vào ngồi. Đức thầy chỉ ông chạy về hướng cây cầu. Ông Ký nghe theo lời, lái xe đến nơi. Vừa lên dốc cầu thì ông phải cho xe dừng lại vì có rất đông người đứng trên cầu. Dần nơi đó họ thấy ông Ký đến, họ xúm nhau chào hỏi và họ rất ngạc nhiên tại sao ông Ký biết có đám cháy mà đến sớm quá vậy. Mỗi người một câu, hồi lâu trật tự mới được ổn định. Ông Ký hỏi họ nguyên nhân như thế nào. Trưa nay nắng quá gắt, kho xăng bỗng nhiên bị bốc cháy dữ dội, mà kho xăng chứa trên 20.000 lít, ngọn lửa bốc cao lên, nhà cửa xung quanh ai nấy cũng đều nghĩ là sẽ bị thiêu hủy tất cả. Đang kinh hoàng tột độ, bởi không ai biết cách nào dập tắt được ngọn lửa, thì ngay lúc đó bỗng đâu có đám mây đen kéo lẹ đến, rồi cơn mưa ào ào phủ xuống ướt cả vùng đang cháy. Kho xăng được dập tắt tức khắc, nhưng có một điều hết sức lạ lùng làm sao là nước mưa bốc lên mùi thơm của trà, một loại trà thơm hiếm quý mà chúng tôi chưa dùng qua bao giờ. Mọi người lại thêm một phen ngẩn ngơ cho chuyện lạ lùng chưa hề xảy ra. Chỉ riêng có ông Ký, ông nhìn phớt qua đức thầy mà nơi lòng của ông có một sự biến chuyển hết sức trọng đại. Ông Ký hỏi thăm họ có thiệt hại gì không? Họ cho biết nhờ có trận mưa kịp lúc dập tắt ngọn lửa nên không có thiệt hại nào của họ. Đức thầy cùng ông Ký quay xe trở lại nhà. Ngay ngày hôm đó, khi đức thầy còn đang nghỉ ngơi nơi phòng của ngài, thì ông Ký gọi bà Ký nhờ chuyển lời xin của ông được quy y làm đệ tử của ngài. Bà Ký vô cùng mừng rỡ, chờ thầy thức giấc để vào trình với ngài. Còn ông Ký thì đi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ tề chỉnh, đứng trước ngôi tam bảo chờ nhận lễ quy y. Nhưng khi ông Ký lên nhang sắp sửa đốt đôi đèn trên bàn Phật thì đức thầy ngăn lại. Ngài chưa cho ông Ký quy y, bèn nói với ông Ký rằng, ông mới thấy sự linh nghiệm mà mừng vui muốn quy y theo tôi khi tâm của ông chưa thật sự nhìn vào chân lý. Như vậy khó bền chắc. Cần thêm một thời gian nữa, khi cơ duyên đến trọn vẹn thì quy y cũng chưa muộn. Trước sự việc xảy ra không hẹn, không cân nhắc trước, làm cho ông Ký chơi vơi, khó lòng dỗ giấc ngủ và cũng không biết tâm sự với ai. Ông nhớ đến những người bạn cùng chia sẻ kiến thức học hỏi với nhau khi còn du học ở Pháp Quốc. Ông vội viết thư gửi cho họ. Độ một tuần lễ sau, sáng hôm nọ, đức thầy gọi ông Ký nói rằng ông nên chuẩn bị để tiếp đãi những người bạn thân của ông. Họ từ Sài Gòn sắp đến rồi đó. Thêm một phen ông sửng sốt, không hiểu tại sao thầy lại biết rõ việc này, vì có bao giờ ông nói cho ai nghe việc làm của ông. Đức thầy nói tiếp, họ đến đủ 3 người, như trong thư ông đã mời họ. Quả nhiên đến hơn 10 giờ hơn, thì có tiếng còi xe hơi trước cổng nhà. Ông tự ra mở cổng, thì quả đúng 3 người bạn của ông. Họ cùng mừng rỡ chào hỏi nhau xong. Kế tiếp là bữa cơm trưa,
Ông Ký nhờ bà mời thầy dùng cơm chung với khách. Thường thì thầy làm việc hoặc nghỉ ngơi ở phòng riêng của thầy. Phòng này bà Ký tự trang hoàng với giường ngủ bằng đồng, bên cạnh kê một cái bàn viết. Trong bàn cơm thì câu chuyện cũng chưa có gì đặc biệt. Đến khi uống trà thì họ mới vào đề câu chuyện. Họ hỏi Đức Thầy: "Thưa ông, chúng tôi được ông Ký viết thư kể rõ chuyện ông dùng ly nước trà tưới tắt được lửa đang bốc cháy tại kho xăng cách đây 1.000 thước. Điều này nghe qua chúng tôi không thể nào tin hay hiểu cho được. Vậy có cách nào ông chứng minh cho chúng tôi hiểu được không?" Người kế tiếp nói vào: "Hiện giờ khoa học đang trên đà tiến bộ. Ông có thấy họ chế ra điện lực, quạt máy, tàu thủy, máy bay, trên đà đưa nhân loại vào cơ khí kỹ nghệ hóa, hoàn toàn khoa học thực nghiệm. Còn chuyện của ông có tính cách huyền thoại, làm sao chứng minh được cho mọi người cùng hiểu?" Biết họ có túc duyên với ngài, Đức Thầy nhìn họ cảm thông, ôn tồn nói với mấy vị khách: "Các ông nên hiểu khoa học là con đẻ của Phật học. Muốn chứng minh sự nhiệm màu của Phật học thì không thể lấy khoa học thực tiễn mà chứng minh được. Vì khoa học nó chỉ giới hạn trong phạm vi kiến thức của con người. Các ông muốn làm gì thì đều lấy trí để suy nghĩ. Còn hàng tiến hóa thì có khác hơn. Các ông khách luôn suy diễn theo khoa học thực nghiệm. Họ chưa thấu hiểu lẽ nhiệm màu của Phật Pháp, nên họ nói với ngài: việc ông làm, lời ông nói trên phương diện thực tế thì chưa thể chứng minh được. Ông hãy xem, đây là quạt máy. Tôi mở công tắc điện là quạt máy ngay. Và tôi mở công tắc đèn là có ánh sáng." Miệng nói, tay họ hành động, khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa và mát mẻ. Họ hãnh diện nói tiếp với ngài: "Đó ông xem, khoa học đã thực tế giúp ích cho đời sống của con người. Còn với ông thì ông làm sao?" Đức Thầy nhìn họ cảm mến, và với giọng từ tốn, ngài nói cùng họ: "Các ông cần điện đèn mới sáng, quạt mới quay. Tôi thì không cần điện, cũng vẫn sử dụng các thứ được như thường. Các ông tắt hết điện đi. Tôi dùng tay chỉ các thứ sẽ hoạt động lại. Mà tôi báo trước, sức sáng và sức quay nó tăng lên nhiều lắm." Nghe qua, ai nấy nhìn ngài với lòng ngờ vực, nhưng rồi họ cũng y lời tắt điện. Bóng đèn và quạt trở lại bình thường. Ông Ký ngồi yên không lên tiếng. Bà Ký đứng sau lưng hầu Đức Thầy, cũng trong tư thế yên lặng lắng nghe sự trao đổi của thầy với các ông khách. Liền đó, ngài dùng ngón tay chỉ bóng đèn. Đèn bật sáng, sức sáng tăng gấp bội hơn khi xài điện. Và ngài đưa tay tiếp tục chỉ cánh quạt ở trần nhà. Quạt quay với tốc độ thật nhanh, làm cho cánh quạt quằn tông như không còn sức chịu đựng được nữa, làm cho các ông khách sợ hãi. Họ vội vàng thưa với ngài: "Thưa ông Tư, chúng tôi đã tin ông là Phật rồi. Ông cho nó ngưng giùm lập tức, nếu không chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra." Buổi trưa hôm đó, các ông khách tắm rửa sạch sẽ. Họ nhờ chủ nhà xin phép với Đức Thầy để họ được quy y theo ngài. Buổi lễ quy y thật trang nghiêm. Ba người khách cùng ông chủ nhà quỳ trước ngôi Tam Bảo với sự chứng kiến khuyên dạy của một vị hoạt Phật lâm phàm tại đất nước Việt Nam. Lúc đó Đức Thầy có cho họ 3 bài thơ: "Khoa học đời nay thật khéo cho, bày ra cái máy chạy vo vo, tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh, Đông Á lần hồi phủ quạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió vo, nhưng ngặt khan dầu e hết điện, trở về lối cũ lượm câu mo. Câu mo chừng ấy đắt tiền cho, ngóng cổ thêm dài hút gió vo." Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức, thôi thì tòa mỏ tạm dùng mo. Vịnh quạt máy, SCTTTB, trang 362. Tiếp theo Đức Thầy thuyết pháp và dạy phương tịnh độ cho những người ấy. Ông Ký võ văn giỏi, được Đức Thầy chỉ cho phương tịnh độ. Ông hành trì hàng ngày, luôn luôn trì niệm. Lúc nào ông cũng mặc chiếc áo tràng, dù có khách hay không cũng vậy. Và ông thường hay ở riêng trong phòng tịnh niệm của ông. Thời gian lâu trôi qua, một hôm ông báo cho gia đình hay là ông sắp vãng sanh qua miền Cực Lạc. Quả đúng ngày giờ như ông đã báo, ông tắm rửa thay đồ sạch sẽ, nằm trên giường xuôi tay chân, niệm Phật cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Sắc mặt của ông trông hết sức an nhiên tự tại.
Một điều cần được biết là ông đang khỏe mạnh bình thường, chứ chẳng phải đau ốm bệnh hoạn chi hết. Ông Võ Văn Giỏi được Đức Thầy cho 4 câu thơ tại Bạc Liêu ngày 11 tháng 9 năm 1941, nhằm ngày 20 tháng 7 năm Tân Tỵ. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ coi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Trích trong quyển Khuyến Thiện, quyển 5. Chú thích: hoặc Phật có nghĩa là Phật sống. Đức Thầy độ cho người Trung Hoa. Năm Ất Dậu, năm 1945, Đức Thầy trên đường khuyến nông và vân du thuyết giáo, lần khởi hành từ Long Xuyên đến Rạch Giá, xe của Đức Thầy ngồi do bác sĩ Trần Lũy lái, tháp tùng theo thầy với một chiếc xe khác nữa, gồm có ông Phan Thành Vọng và các vị đồng đạo. Xe của Đức Thầy đi trước, còn xe của ông Vọng đi sau. Xe vừa đến thị xã Mông Thọ, Đức Thầy gọi ông bác sĩ Lũy dừng xe lại. Thầy mở cửa bước xuống. Ngài bước vào quán bên vệ đường rồi ôn tồn nói với người chủ quán: "Này, cô chủ quán, cô vui lòng cho tôi gửi bánh xe lại đây. Nếu một lúc nữa có chiếc xe traction nào dừng tại đây, xe bị bể bánh, thì cô nói cho họ biết là tôi có gửi cái bánh xe để cho họ thay." Anh nói như vậy thì tôi biết ai đâu mà nói cho họ thay bánh xe. Còn xe cộ chạy dập dìu thì biết ai đâu bị bể bánh mà hỏi. Không, xe chạy thì nhiều, nhưng khi có xe nào bể bánh ngừng tại đây thì cô chịu khó lăn bánh xe này ra để cho họ thay, rồi cô lấy tiền công. Thôi, anh nói vậy thì hay vậy, anh cứ để đó đi. Cô không nói thêm gì nữa. Lúc bấy giờ bác sĩ Lũy có thái độ giận ra mặt, liền theo đó Đức Thầy bảo: "Thôi thì chúng ta lên đường." Khi thầy bước lên xe, lúc ông Lũy chưa kịp mở máy thì thầy nói: "Cái chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng nóng giận nữa sao?" "Thưa thầy, không giận sao đặng. Cái tuổi của con cỡ nào rồi mà còn kêu thầy bằng thầy? Còn tuổi của nó bao lớn mà gọi thầy bằng anh? Vậy mà không giận sao được?" Đức Thầy cười mà rằng: "Tuổi của tôi và tuổi của cô ấy gần bằng nhau. Người ta không quen biết thì kêu bằng anh là phải rồi, đâu có lỗi gì trong cách xưng hô. Còn giữa tôi với ông là tình thầy trò, ông là đệ tử, tôi là thầy, ông gọi tôi bằng thầy là phải. Còn tôi đâu phải thầy của người ta, chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận nữa sao? Thôi, mở máy xe đi." Ông Lũy lái xe trên đường đi Rạch Giá. Theo đây nhắc đến chiếc xe đi sau, gần đến chợ Mông Thọ thì xe bị nổ vỏ, xe giảm tốc độ và ngừng lại được thì đúng ngay trước chỗ của cô chủ quán. Ông Phan Thành Vọng lo sợ vì biết không còn vỏ nào khác để thay. "Như vậy là phải nằm lại đây rồi." Ông Vọng ngó trước, ngó sau, trông có xe nào về Rạch Giá hoặc trở lại Long Xuyên để vá vỏ xe. Ông lo lắng chạy tới, chạy lui. Ai mà biết ông Vọng thì hiểu. Với bộ tướng của ông trông cũng phải tức cười, bởi ông là võ sĩ, khi nói chuyện hay ra bộ tịch. Lúc này, cô chủ quán trông thấy có chiếc xe xẹp vỏ đang dừng trước cửa quán của cô, thì cô mới bước ra gọi ông Vọng: "Nè ông, hồi nãy có anh thanh niên dừng xe tại đây. Anh ấy có gửi cho tôi một bánh xe và bảo tôi khi nào có chiếc xe hư vỏ ngừng lại tại đây thì lăn bánh xe này ra cho họ đặng lấy tiền công. Vậy có phải chiếc xe của ông hay không?" Ông Phan Thành Vọng nghe nói vậy thì giật mình. Ông chau mày lại, vội vàng hỏi người thanh niên đó ra sao. Cô chủ quán mới trả lời rằng: "Anh này rất đẹp trai, trắng, cao ráo và tóc để gần ngang vai." Ông Vọng vô cùng mừng rỡ: "Vậy là thầy của tôi rồi, sao thầy tôi biết mà gửi bánh xe cho cô?" Vội lăn bánh xe, thay xong, ông lấy tiền trả công cho cô chủ quán. Cô chủ quán nói: "Thưa ông, tôi đâu có công cán gì mà lấy tiền của ông. Nhưng tôi có điều thắc mắc, xin ông giải đáp cho. Anh thanh niên kia còn trẻ, ông thì lớn tuổi hơn, mà ông nói ông đó là thầy của ông,
Theo tôi thấy thầy chùa thì cũng không phải thầy chùa, thầy thuốc thì cũng không phải thầy thuốc. Vậy chứ ông đó là thầy gì của ông? Cô à, từ trước tới giờ cô có nghe nói đến ông Tư Hòa Hảo chưa? Đức thầy của chúng tôi, mà người đời thường gọi là ông Tư Hòa Hảo đó. Tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là đệ tử của đức thầy chúng tôi. Vậy sao? Tôi đã nghe lừng danh ông Tư Hòa Hảo mà tôi chưa biết mặt. Đến hôm nay mới có cơ hội cho tôi được biết mặt ngài. Nhưng thưa ông, vậy chứ ông Tư đi đâu vậy? Thầy tôi đi thuyết pháp khuyến nông ở Rạch Giá. Thưa ông, như tôi có thể được đến nghe thuyết pháp chăng? Đó là điều tốt lắm chứ. Chúng tôi còn phải cổ động bà con đi nghe thuyết pháp. Nếu cô muốn đi nghe, thì sáng sớm ngày mai tôi sẽ ra đây đón cô đi nghe, để tôi đền ơn cô giữ bánh xe cho tôi. Nếu được như thế thì may cho tôi quá. Nói xong, ông từ tạ cô chủ quán, lên xe tiếp tục đi, mà lòng của ông phát sinh tình cảm sâu xa với cô chủ quán. Khi đến nhà riêng của bác sĩ Trần Lũy, ông gặp lại đức thầy, chắp tay xá ngài và tường thuật lại câu chuyện. Ông nói tiếp: "Thầy ơi, nếu không có bánh xe thầy gửi thì giờ này tụi con cũng còn ở nơi đó, chớ làm sao gặp được thầy." Đức thầy cười, ngài bước đến vỗ vai ông mà rằng: "Chuyện có một chút, vậy mà ông cũng đem lòng thương." Rồi ngài tiếp: "Tôi cho ông biết nghe, thương cũng khổ, mà ghét cũng khổ đó nghe. Hai cái thương ghét đều khổ cả. Cô đó có cảm tình quá, mà không thương sao được thầy." Đức thầy mới nhấn mạnh: "Thương cũng khổ, mà ghét cũng khổ." Rồi ngài tiếp tục giảng thuyết cho mọi người cùng nghe. Riêng ông bác sĩ Trần Lũy và ông Phan Thành Vọng thì thấm thía gật gù cùng suy nghĩ về bài pháp vô thượng của đức thầy. Theo lời hứa, sáng hôm sau, ông Phan Thành Vọng lái xe ra Mông Thọ, rước cô chủ quán vô Rạch Giá. Tại sân vận động, người ta đến nghe pháp thật là đông. Sau buổi thuyết pháp khuyến nông, mọi người tan dần ra về, còn cô chủ quán được theo đến nhà riêng của bác sĩ Trần Lũy. Lúc đó cơm nước mới dọn ra, đức thầy chưa kịp dùng thì cô chủ quán đến. Thầy đưa mắt hướng về cô chủ quán với ánh mắt vô cùng từ diệu và lời nói ôn tồn. Thầy hỏi: "Hôm nay cô đến đây có muốn bàn thêm việc gì và cô cần việc chi?" Cô chủ quán chắp tay thưa: "Bạch thầy, con đến xin phép thầy cho con được quy y." "Quy y tu hành là điều tốt. Cô hãy đến trước ngôi Tam Bảo, tôi đọc như thế nào thì cô đọc theo như vậy, rồi y theo đó mà tu." Sau khi làm lễ phát nguyện quy y cho cô rồi, đức thầy kêu ông bác sĩ Lũy bảo cho cô chủ quán một bức trần già, một quyển sách nhỏ, rồi dặn cô về coi theo đó mà tu. Xong rồi nhưng thấy cô do dự, như còn cần thêm điều gì. Thấy thế đức thầy hỏi: "Cô có cần thêm gì nữa? Cô cứ nói." "Bạch thầy, hôm nay quy y theo Phật là một điều hết sức may mắn cho con. Còn riêng thân tộc của con, chưa ai biết đạo đức chi cả. Họ đang sống ở chợ lớn Bình Tây. Có cách nào chuyển họ đến diện kiến với thầy, để họ được quy y theo thầy?" "Thôi, phần của cô lo. Còn phần của dòng họ, để dòng họ lo. Cô nên nhớ, đầu ai chí nấy. Cô khỏi phải bận tâm lo cho người ta. Làm việc giác ngộ cho đời là tốt đó. Tôi nói cho cô biết, cả thân tộc của cô họ không chịu quy y theo tôi đâu. Họ nói chừng nào tôi nói được tiếng Tàu thì họ mới chịu quy y theo tôi." Cô chủ quán suy nghĩ, tại sao đức thầy biết rõ dòng họ của mình và mình là người Tàu. Cô cáo từ ra về, thẳng đường đi luôn về chợ lớn. Gặp thân nhân, cô tường thuật lại việc đã xảy ra và khuyến khích cho mọi người nên theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Họ trả lời với cô họ có nghe nói đến đức thầy lâu rồi, nhưng tất cả đều cho thầy là người không có học nhiều, tuổi trẻ, sức hiểu biết chưa chắc gì bằng được họ. Và họ còn nói chừng nào thầy nói được tiếng Tàu là họ chịu quy y theo ngài. Cô chủ quán một lòng tha thiết kêu gọi, hãy cứ đến gặp đức thầy một lần thôi,
rồi có theo đạo hay không theo cũng không sao. Cuối cùng, bởi nể lời trong thân tộc, họ miễn cưỡng đồng ý đi đến gặp Đức Thầy. Dẫn đầu trong đoàn 17 người là ông tên Nghí, họ tiến về xã Hòa Hảo. Dường như sẵn có túc duyên với Phật, nên Đức Thầy có dịp ghé lại tổ đình trên chuyến đường đến Tân Châu thuyết pháp. Họ đến nơi thì Đức Thầy từ tổ đình bước ra, ngài chắp tay cúi đầu. Người đi đầu là ông Nghí, tay ôm nhang đèn cũng như họ đi cúng chùa vậy. Sau đó Đức Thầy đứng xuôi tay nhìn thẳng về phía họ. Ngài ôm tồn nói một tràng dài tiếng Tàu. Ai nấy nghe xong, ông Nghí buông nhang đèn xuống đất, quỳ lạy Đức Thầy giữa lộ nhiều lạy đến khi Thầy kịp đỡ họ dậy và mời họ vô nhà. Trao đổi câu chuyện hồi lâu, tất cả đều xin quy y theo Thầy. Riêng ông Nghí xin được ở lại với Đức ông một thời gian. Và sau đó, ông đem cả gia đình về lập nghiệp tại xã Hòa Hảo. Ông Nghí cũng là một người Tàu rất thân với Đức ông, thân sinh của Đức Thầy. Luận giải: tâm của một vị chứng đắc, tình thương lúc nào cũng ban rải khắp mọi nơi, tùy duyên mà hóa độ cho muôn loài. Đức Thầy biết rõ tâm tính của người Tàu, có sự tự hào về chủng tộc, cũng như ngôn ngữ. Muốn quy phục Phật Pháp thì Ngài phải dùng ngôn ngữ của họ. Ngài không phân biệt chủng tộc. Trong con mắt của Ngài, mọi người, mọi sinh vật đều bình đẳng. Ngài nhìn cái tâm, cái Phật tánh đồng nhất thể của mọi loài. Người ta lấy làm lạ về sự đối đáp của Đức Thầy với nhóm người Tàu. Tại sao mới chỉ mấy câu nói của Ngài mà làm cho tất cả những người Tàu này đều quỳ lạy tín phục? Trong khi Ngài là một người hết sức trẻ tuổi và thật là quá xa lạ đối với họ. Nguyên khi được cô em gái cho biết là đã có vị Phật ra đời, kêu gọi họ quy y tu hiền theo Phật đạo, thì trong nhóm mới thảo luận với nhau. Mình đã có đạo nhân của Đức Khổng Tử, vang danh khắp thiên hạ. Hơn thế nữa, đạo nhân đã ra đời từ lâu, thì cần gì học theo đạo Phật? Họ cho đạo nhân đã quá đủ rồi, còn hơn cả đạo Phật. Tại sao lại phải bỏ cái cao để đi tìm cái thấp? Họ chỉ vì nể tình cô em gái mà cùng nhau đến gặp Đức Thầy. Nhưng khi gặp Đức Thầy rồi, lời nói đầu tiên của Ngài đã phá tan sự cao ngạo, phân biệt cố hữu trong lòng họ. Và cùng lúc, Đức Thầy cũng vạch rõ cho họ con đường Phật đạo mà họ cần phải bước đi. Vì chỉ có con đường duy nhất này mới mong đạt được quả vị Phật, mới thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Ngài thấu hiểu tâm tư, giải đáp tất cả uẩn khúc trong lòng họ. Cùng một lúc, trong khi họ chưa một lần mở lời cùng Ngài, thì thử hỏi làm sao họ lại không tín phục cho đặng. Chúng ta theo Phật đạo, tức là chúng ta theo con đường của Phật đã đi qua. Chắc ít nhiều gì hành giả cũng rõ biết thế nào là túc duyên với Phật Pháp. Từ sự cố xe của ông Phan Thành Vọng bể vỏ trước quán của cô gái người Trung Hoa, Đức Thầy đã biết cô chủ quán và tộc họ của họ có túc duyên cùng Ngài. Họ sẽ quy y theo đạo Phật. Ngài biết rõ con đường của chúng sanh đang đi và sẽ đi. Và với lậu tận thông, Ngài hiểu rõ từ nhiều tiền kiếp, những người Tàu này đã có nhân duyên cùng Ngài, nên Ngài đã ra công độ cho họ vậy. Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Mẫu chuyện được chép từ băng nhựa theo lời thuật của tu sĩ Nguyễn Văn Điềm. Chú thích: ông Phan Thành Vọng, người gốc Rạch Giá, sau khi Đức Thầy ra đi, ông về ở Long Xuyên. Ông Vọng có lập đại đội bổ túc ở Long Xuyên. Cải tử hoàn sanh. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy vừa thuyết pháp độ đời, vừa dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh, khiến nhiều người được mạnh, mà cảm đức từ bi cao cả của Ngài và phát tâm tu niệm. Họ đã được pháp vũ tưới mát cõi lòng, nên sự phát tâm càng lúc càng thêm đông đảo, khiến nơi tổ đình người người vào ra tấp nập. Lúc ấy ở Tân Châu có người tên Sinh, anh này rất nghèo nhưng hiền hậu. Một hôm, vợ anh mắc bệnh dịch tả nặng, anh chạy chữa hết phương mà bệnh càng nặng thêm.
Nghe người chỉ ở Hòa Hảo có ông Tư mới ra đời, trị bệnh rất hay, trị đầu hết đó. Anh Sinh bèn chèo ghe đưa vợ đi xuống Hòa Hảo. Vì thấy bệnh vợ quá nặng nên anh ráng hết sức chèo nhanh cho mau tới. Ghe cập bến Tổ Đình, anh lập tức vô mui cõng vợ lên, nhưng anh hoảng hốt vì chị đã chết. Còn nỗi khổ nào hơn cảnh tự biệt của người vợ son trẻ? Anh buồn tuyệt vọng, ra lái ghe, định nhổ sào lui về lo ma đám cho vợ. Bỗng nghe tiếng gọi từ trên bờ. Thôi, anh khoan về, hãy đem vợ lên đây tôi trị cho. Anh Sinh trả lời với vẻ thất vọng. Vợ tôi đã chết rồi ông à. Không sao, cứ đem vợ anh lên, tôi cứu cho. Không nỗi mừng nào hơn, anh Sinh nghĩ đã được tiên Phật cứu độ cho gia đình mình, nên anh đem vợ anh lên nhà sau, đặt chị vào bộ ván. Mọi người có mặt nơi Tổ Đình lúc này đều đổ xô tới nhìn. Họ rất ngạc nhiên, không hiểu Đức Thầy cho đem cái xác chết vô nhà làm gì. Nhất là Đức Ông, bởi nhà Đan cuộc Pháp thuộc thời ấy vốn là con chim sợ tên, thấy chuyện quần tụ đông đảo ở Tổ Đình và cử chỉ vượt hẳn với kẻ tầm thường của Đức Thầy, làm sao họ không khỏi lo sợ cho địa vị họ bị lung lay. Nên uy tín của Ngài càng tăng cao, là họ xem như chiếc gai trước mắt, lúc nào họ cũng muốn nhổ. Thế mà hôm nay Đức Thầy lại đem xác chết vô nhà, sao khỏi chuốc họa vào thân. Đức Ông tỏ vẻ khó chịu, đi tới đi lui, muốn nói lên chỗ dị đồng này, nhưng dường như có một mãnh lực nào khiến ông không thể nói. Còn Đức Thầy thì rất tự nhiên, Ngài lấy cái tô đưa anh Sinh rồi bảo, anh hãy xuống mé sông, niệm Phật, rồi múc xuôi theo dòng nước một tô đem lên đây. Vì quýnh quá, anh Sinh quên, nên múc ngược nước đem lên. Ngài bảo, anh múc tô khác đi, vì tô này anh múc ngược nước rồi. Anh Sinh nhớ lại, giật mình, liền tiếp lấy cái tô, chạy nhanh xuống mé sông, niệm Phật, rồi múc xuôi nước đem lên. Đức Thầy phun từ đầu đến chân chị Sinh, lạ thay, màu da xám của chị bỗng trở nên hồng hào, rồi chị từ từ thở nhẹ nhẹ. Thế là chị Sinh sống lại và lành mạnh như thường. Anh Sinh mừng ríu rít, vợ chồng đồng tạ ơn thầy và phát nguyện quy y. Thuật theo lời của ông Lê Văn Phú, tự tho. Dạy đạo cứu đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Huỳnh giáo chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Rạch So Đũa thuộc làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây, Ngài tiếp tục phát phù trị bệnh. Bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập. Hôm ấy, có quý ông Hương Quảng Chiến xã Phú Thành, Hương chủ Lâm Thơ Cưu xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Hân ở xã Long Kiến cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt ngày, người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó, Ngài đem lời đạo lý ra bày giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn Ngài nói, tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chớ không phải trị bệnh cứu đời. Nhưng bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc, xin bùa mãi, buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe lời đạo lý mà tu hành thoát khổ. Chớ sau này, số người mắc bệnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp. Nói đến đây, Ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng, nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diệt. Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh, tức ông Hương Quảng Chiến. Luận giải, Đức Thầy cho biết nhiệm vụ của Ngài là dạy đạo để cứu đời. Thật vậy, các đấng cứu thế bao giờ cũng chú trọng vào việc đưa chúng sanh ra khỏi sông mê, trở về bờ giác mới vĩnh viễn an vui. Thế nên, lòng từ ái chứa chan của bậc đại giác như Ngài
thì bao giờ cũng muốn cắt đứt cái khổ sanh tử triền miên mà đưa con người đến chân hạnh phúc. Ngài đã từng phán dạy: diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Gửi bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu. Nhưng vì chúng sanh mê nhiễm quá nhiều, họ luôn chú trọng đến bản thân, muốn có được trường tồn, nên rất sợ sự chết chóc, ốm đau. Còn về tâm linh thì không biết vun bồi đức hạnh, biết rõ tâm bệnh của chúng sanh, nên Ngài tùy cơ hóa độ. Thật vậy, bởi biết dùng pháp tam độ nhất như mà đã đưa họ từ chỗ khỏi bệnh khổ, mới cảm kích đức ân của Ngài. Có cảm kích đức ân, họ mới dễ thấm nhuần pháp vũ. Bởi Ngài khéo dùng phương tiện nhiếp hóa nhân sanh, nên chỉ một thời gian ngắn mà số chúng sanh được Ngài hóa độ không sao đếm tính. Và Ngài còn cho biết ở đoạn sau này, nếu ai tu hành chân chánh sẽ được Phật dắt dìu vì là con của Phật, còn người chạy theo dị đoan mê tín, tin tưởng tà mị sẽ về với cõi ma và sẽ không có lòng nhân, tạo nhiều điều ác thì là con quỷ, sẽ bị quỷ diệt. Nói tóm lại, Ngài khai minh chánh giáo là vì một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, đem chánh pháp để độ chúng sanh thoát khỏi vòng trầm luân oan nghiệt. Còn việc chữa bệnh giúp đời là phương tiện để độ kẻ nghiệp nặng tình sâu, bởi người được độ thoát sanh tử mới hoàn toàn hết khổ. Còn kẻ được cứu khỏi bệnh, thân thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, chứ làm sao mà hết khổ được. Tuy nhiên, Ngài phải dĩ huyễn độ chân. Về điểm này, Ngài có dạy ở bài Sứ Mạng. Trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh, cho kẻ ít căn lành, nhờ được lành mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Ta có phúc duyên nên mới gặp giáo pháp của Ngài, vì đó là một đại chu toàn có khả năng đưa người qua bể khổ. Thế nên ta gấp rút tu hành, kẻo tử thần không hẹn. Lời dặn dò của Đức Thầy. Ông Út là chú ruột của Đức Thầy, tên Huỳnh Văn Quốc, có kể mẫu chuyện lúc Đức Thầy còn ở tổ đình. Đức Thầy dắt ông Út ra cây dầu sau hè tổ đình. Ngài nói: sau này tôi vắng tín đồ tôi thời gian rất lâu, chừng nào chết chôn không kịp tôi mới về. Đức Thầy nói tiếp: lúc ấy ông hãy dùng lưu mái vú để đựng nước, tôi múc cho bệnh nhân uống, nước gánh không kịp, múc không xiết. Tôi múc nước rưới trúng ai thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quả. Lúc ấy trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện. Trên rừng núi thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết. Thú thì con xé con lôi, con giành con giật, ăn thôi muôn trùng. Ông Út hỏi: như vậy thì ai nó cũng ăn sao thầy? Thầy đáp: người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Thầy nói tiếp: nửa nước ngập tới hai cây dầu này, như vậy chết hết sao thầy? Không sao, chừng ấy Văn Thù Bồ Tát xuống cứu vớt. Sau đó trời đốt lửa tẩy trần, cháy lụng xuống 3 tấc và đất đỏ như gạch. Sau ngày tận thế hạ nguồn, Phật trời sẽ dùng phép màu lặp lại thượng nguồn. Luận giải: mỗi vị Phật hay vị giáo tổ lâm phàm đều có sứ mạng thiêng liêng, mà sứ mạng đó không ngoài sự cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Bởi vị Phật lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Tuy có sẵn lòng bác ái vị tha, nhưng các ngài không thể bôi xóa được ác nghiệp quá nhiều của chúng sanh ở vào thời cùng cơ tận pháp. Bài Sứ Mạng, Ngài có dạy: ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Tuy Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, có bà mẹ nào
lại muốn cho con phải khổ. Nhưng nếu con không nghe lời mẹ, cứ làm quấy để phải tội, thì mẹ cũng không thể bênh vực được. Cũng như trường hợp của Đức Thầy, dù rằng Ngài quá thương chúng sanh mà phải lâm phàm độ thế, nhưng Ngài chỉ báo trước cái khổ phải đến với chúng sanh và chỉ còn đường giải khổ bằng cách là phải tu thân hành thiện. Bởi vì cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, và kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Quyển 2, kệ dân của người khùng. Nếu chẳng tu thân hành thiện, hoặc tu mà chẳng thiệt tâm trau sửa, thì dù Ngài có quảng đại, thần thông cũng không sao cứu được. Huống chi đây là cơ tận diệt, cuộc diễn biến của đại tam tai mà mình không lo tu tỉnh, thì có Phật nào sửa luật nhân quả cho mình? Về điểm này, khi Đức Thầy khuyến nông tại Châu Đốc thuyết pháp xong, ông Viễn liền hỏi Đức Thầy: "Thưa Thầy, hội Long Hoa thì Thầy chọn lựa những người hiền, nhưng sao con thấy hiện giờ hung hiền lộn xộn quá, thì làm sao mà chọn?" Thầy nói: "Đến chừng đó quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông." Bạch Thầy: "Vậy hung hiền chết hết sao?" Đức Thầy đáp: "Đừng lo, cứ tu đi, vì đến chừng đó người tu thật sẽ có văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bồm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình." Quyển 3, Sấm Giảng. "Vậy các ông hãy lo tu tập thật đi, thì sẽ có ngày văn thù rước, chớ lo gì. Là tín đồ ngoan đạo, ta phải tuân thủ theo lời vàng ngọc của Đức Tôn Sư, thì lo chi ngày Long Hoa không có mặt." Ha ha ha,